mọi người lên sử dụng là những động tác như thế này. Đây nha, các chị em nhìn này. Đấy, được chưa? Những cái động tác như thế này này, đấy, nó sẽ làm cho cái bộ mỡ của mọi người nó sẽ tan ra. Đó. Sau bắt đầu là đánh cho em ngược lên trên như này. Đấy. Chịu khó đánh cho em hai cái động tác như này thôi mọi người nhá. Trong vòng 14 đến 20 ngày, 28 ngày thôi mọi người, giảm ít nhất cho em Nga nhá. Giảm tối thiểu là phải 15 cm luôn mọi người nhá. Đấy. Bởi vì sao em Nga giảm được cho em mới dám đứng trên này nói với các chị yêu mọi người nhá. Tối thiểu thì em Nga giảm từ 35 cm à 95 cm xuống 68 cm mà trong vòng 28 ngày. Em Nga cũng có kinh nghiệm để chia sẻ với các chị yêu luôn, được chưa mọi người nhá. Đấy, Nga ơi, cho chị 4 lọ nhé. Ok các chị yêu nhá. 1 phút em Nga chốt đơn mọi người này. Em chốt đơn chị Yên mới được mua 4 lọ, em chốt đơn cho chị Diễm Linh được mua 4 lọ này. Em chốt đơn chị Thanh Hằng Phạm được mua 4 lọ. Em chốt đơn chị Phạm mới được mua 4 lọ này. Đó. À, chị ơi em béo toàn thân thì em dùng mấy lọ? Em ơi béo toàn thân nhé, béo toàn thân thì em dùng chị 4 lọ nhé. Béo toàn thân dùng 4 lọ, ai béo tay vô tay, ai đẹp béo thì ai béo vô bụng thì vôi bụng. Đấy, đặc biệt là ai đẹp mông vôi mông, đặc biệt nếu như ai vòng A vòng bụng của ai, mọi người phải tưởng tượng như này. Có một cái bí quyết dành cho mọi người luôn nhé. Ai mà bụng của mọi người, ngực của mọi người quá to và ngực của mọi người bị sệ, mọi người nhé, thì mọi người chịu khó bôi cho em. Đấy, bôi thì vút ngực lên cho em như này, không bao giờ chối các chị ơi. Nó tròn lại nó đẹp, các chị nhé, nó tròn mà nó đẹp. Chứ nó không có hiện tượng là bị nhão hay bị sệ đâu. Các chị nhé, không có hiện tượng bị nhão hay sệ cho các chị ơi. Nói chung em bảo với mọi người như này, em không thần thánh hóa sản phẩm, nhưng em nói với mọi người nó quá phê luôn. Nó quá tuyệt vời luôn các chị ơi nha. Đó, chị dùng tan mỡ của em giảm 17 cm rồi Nga ơi, dùng thích quá. Chị cảm ơn em nhé. Em ơi hôm nay rẻ thế này thì cho chị thêm 4 lọ nữa đi. Dạ ok chị yêu này. Đó, chị Nguyễn Lê, chị Nguyễn Lê, Nga ơi cho chị bán cho chị 40 lọ đi. Hôm trước chị mua của em 2 lọ, chị giảm được 10 cm rồi mà cơ quan đồng nghiệp của chị ai cũng đòi mua. Chị hay giao dịch tiền với em ở Vietcombank ấy, em nhớ chị không? Dạ ok chị ơi. Chị ơi em nhớ chị nhé. Mọi người biết nhé, chị này yêu được Nga hay ra đấy gửi tiền tiết kiệm với lại để giao dịch của công ty ở đấy. Thế là bắt đầu là đầu tiên là mọi người phải tưởng tượng như này, đó là khi mình là khách hàng, khi mình chính là feedback của sản phẩm thì nó dễ bán lắm mọi người ạ. Đầu tiên em béo sầu rè đi ộc ạch đến nhá, xong bắt đầu là khoảng tầm 28 ngày sau thấy con gọn đến, chị hỏi em ơi dùng đấy, chị ơi dùng này đi, thì bắt đầu bán mua 2 lọ. Thế bây giờ cả cơ quan xài luôn đấy chị ơi nhá. Nhưng mà em bảo hôm nay sao chị lại chọn đúng cái ngày này chị mua, em đang bán rẻ như trô như thế này đó, em đang bán rẻ như trô như thế này, chị mua cả 10 thế này thì á, chị ơi để em kiểm kho nhé, nếu như em còn thì em bán cho chị nhá, còn đâu thì em sẽ bán cho chị tối thiểu là 4 lọ mọi người nhá. Đấy, Nga ơi, Nga ơi giá như thế nào các chị ơi nhá, em bảo giá lại mọi người này, em sẽ nhắc lại giá cho mọi người các chị ơi nhá. Mua một lọ ngày hôm nay này, một lọ dành cho những ai này, những ai mọi người chưa sinh em bé, mọi người nhá, chưa sinh em bé thì có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là cái vùng, có nghĩa là cái liên kết mỡ của mọi người nó rất là lỏng, dựng bụng của mọi người nó chưa bị chảy xệ và đặc biệt cái liên kết nó chưa biến dạng các chị ơi nhá. Mọi người giảm rất là nhanh, chỉ cần dùng một tuyết thôi nhá. Đối với những chị yêu nào đã sinh em bé rồi, vòng eo vòng bụng của mọi người dưới 80 cm, các chị ơi vui lòng dùng cho em Nga 2 tuyết mọi người nhá. Và đặc biệt một tuyết giảm từ 600 xuống 299 được tặng 5 ngày dán mọi người nhá, 5 ngày dán hút mỡ tại nhà, tặng cái cao giảm bóc tách mỡ hút mỡ tại nhà nhá, nhập khẩu của Hàn Quốc luôn. Còn đâu đối với những chị yêu nào mà diện mà mọi người đã mua, mà mọi người đã sinh em bé rồi, dùng 2 tuyết giảm từ 1,2 triệu xuống còn 499, còn giảm mạnh hơn cả đối với một lọ đúng chưa, thì bắt đầu là mọi người nhé, em Nga sẽ tặng cho mọi người 15 ngày dán cao dán hút mỡ tại nhà đó. Và quan trọng nhất dùng đều cho em để giảm cho mọi người từ 10 năm, riêng đối với những ai mà dùng 2 lọ nhé, giảm tối thiểu là 10 năm, 10 cm các chị nhé. Đấy, tiếp theo này có đôi chị yêu nào, thứ nhất đó là trên 35 tuổi, cái thứ hai béo toàn thân, cái thứ ba vòng bụng và vòng eo trên 80 cm, cái thứ tư đó là dạ, cái thứ tư là béo lâu năm rồi các chị ơi nhá. Thì ngoài ra còn có những cái bệnh lý ví dụ đường ruột một tuần mới đi vệ sinh một lần, hoặc là ai bị bệnh trĩ, hoặc là ai mà mọi người đang có dạ, bị gan nhiễm mỡ, tiếp theo đó là đang có dấu hiệu về đại tràng, hay là mọi người bị dạ, u nang nước. Các chị ơi em nói luôn như này, đó là mọi người bị, đó là mọi cái béo của mọi người nó không đơn thuần chỉ là béo dưới da, nó không đơn thuần chỉ được gọi là tăng cân nữa, mà béo nó là liên quan đến bệnh lý, nó liên quan đến tế bào mỡ. Và có nghĩa là theo hạn, vì sao lại trên 35 tuổi, bởi vì ở cái độ tuổi đó là cái độ tuổi mà tế bào mỡ đã bắt đầu là mỗi một năm tăng 20 lần, có nghĩa là cơ thể của chúng ta vẫn thế, cân nặng vẫn thế, ăn uống vẫn thế, nhưng mỗi một năm cơ thể nó to ra một chút, mỗi năm cơ thể to ra một chút các chị ơi nha. Và đó là khoa học luôn, thì các chị ơi dùng cho em Nga 4 tuyết của em, mua 4 tặng 1 đó. Trên anh em thì còn tận đây thì hết này đấy. Em chị ơi có chắc chắn là nóng không? Nóng không, em sợ nóng lắm các chị ơi. Đây mọi người nhá, không nóng một chút một ít nào các chị ơi nhá. Đây mọi người này đó. Em ơi chị chân, em ơi chị bụng của chị thì 80 cm mà chân tay chị to thì dùng mấy lọ chị ơi? Chân tay chị to bụng 80 cm thì dùng cho em 4 lọ luôn mọi người nhá. Em ấy gì nhỉ? Em ơi béo thế mà vẫn còn bán à? Ok chị ơi, em bảo mọi người như này nhá mọi người nhá. Em ngày hôm nay em ở đây em không
không phải là hoa hậu, không phải là hot girl mọi người nha. Em ngày hôm nay em đứng lên đây giảm là một cái nhân chứng sống giảm từ 95cm mà xuống còn 68cm trong vòng 28 ngày. Một người vô cùng tự ti về sản phẩm, về cái body của mình. Một bà mẹ bỉm sữa sinh con xong mà đến bây giờ con gần 4 tuổi mà vẫn không giảm được. Ngày hôm nay em là minh chứng sống ở đây, em vô cùng tự hào về bản thân mình. Em không cần là các chị phải diện, các chị không cần phải đẹp như hoa hậu, không cần phải đẹp như diễn viên dân viên. Các chị chỉ cần đẹp, đẹp hơn chính các chị ngày hôm qua chị nhé. Các chị chỉ cần bản thân cảm thấy tự tin, tự hào. Các chị chỉ cần bỏ được những cái quần áo thùng hình, bỏ đi những cái bộ quần áo đen xì cũ nát, thậm chí là bỏ đi những bộ quần áo là sức này để giấu bụng, giấu dáng, đúng chưa? Mà đã bao nhiêu lâu rồi các chị không dám nhìn vào body của mình? Đã bao nhiêu lâu rồi mọi người không dám nhìn gương? Đã bao nhiêu lâu rồi mà mọi người lúc nào cũng à em ơi, mua cho chị một cái váy nào đó để tôn dáng các chị ơi. Mọi người sẵn sàng bỏ ra 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu để má tìm những cái gì ạ? Bộ quần áo để mà tôn dáng. Bỏ ra bao nhiêu đầu tiền để mua kim cương, mua trang sức, mua vàng, mua bạc bắt cái người như các chị ơi. Em bảo mọi người như này, cái sự đẹp nhất của đàn bà đó là sự tự tin. Chỉ cần cái vóc dáng cho mọi người quay lại thôi, mọi người tự tin, mọi người mặc cái gì cũng đẹp. Vậy em bảo rồi, đàn bà của chúng ta đó là thương chồng thì lắm nhưng thương mình thì không, thương con thì lắm nhưng thương mình thì không, thương toàn bộ gia đình nội ngoại, thương tất cả mọi người, lo cho tất cả mọi người nhưng quay lại không ai lo cho mình. Cuối cùng có rất nhiều chị mất hết tất cả và cuối cùng quay ra đó là tại sao lại đối xử với tôi như vậy, thì các chị ơi đó là mình không thương mình, không ai thương mình, đúng chưa ạ? Đó là người ta có một câu rất hay, đó là hoa đẹp thì người thương, hoa bình thường đương nhiên người mặc kệ. Các chị ơi ngày hôm nay đừng tiếc tiền các chị ơi, đúng chưa ạ? Ngày hôm nay là cái bình thường, đúng chưa ạ? 4 lọ bình thường có giá 2,4, hôm nay ứng 999.000, đúng chưa ạ? Được tặng thêm một lọ, được tặng 15 ngày dán cao dán hút mỡ tại nhà. Mà em bảo mọi người như này đó là 999.000 bây giờ mua được cái gì? Trang mua được cái gì? Nhưng 999.000 bây giờ mua được thanh xuân cho mọi người, mua được tóc dáng cho mọi người, mua được sự tự tin cho mọi người. Mà tự tin trước ai? Đầu tiên cho bản thân mình. Cái thứ hai là cho chồng mình. Đêm đến chồng không phải sờ mấy cái cục mỡ này rồi bảo ui sẽ không phải ghim nhỉ. Hay là mình không bao giờ cứ phải đắt điện đi rồi mới dám hành sự, đúng chưa? Mình rất tự tin, mặc những bộ đồ sexy nhất, mặc những bộ ngủ sexy nhất, chắc là cần hở để hở hết ra. Đúng chưa ạ? Đấy thì các chị ơi em nói thật mọi người, em khôi nhưng thật nhá mọi người nha. Đó, em ơi chị uống thuốc giảm cân nhưng mà không giảm, chị ơi đừng uống thuốc giảm cân mọi người nhá. Nói chung như này, đó là ai uống mà mọi người thấy hợp mọi người uống. Còn đâu em khuyên mọi người như sau, đó là bản thân em sức khỏe yếu, sinh xong thì bắt đầu hay bị tụt huyết áp, và đặc biệt nó là như này, đó là cái tim của mình cũng yếu. Nói chung em bảo mọi người như này, cái gì mà uống vào người thì nên tìm hiểu kỹ. Còn đâu thì ạ, cái riêng đối với vấn đề giảm mỡ này em bảo mọi người, đó là sau khi mà đã bôi từ bên ngoài mà còn hủy được mỡ tế bào, còn hủy được mỡ nội tạng thì tội gì mà mình không bôi, đúng chưa? Tức là uống vào cơ thể, biết đó là cái gì mà uống, đúng không? Chứ các chị ơi nhớ cho em đó là gì? Cái gì mà uống vào người thì mình nên tìm hiểu kỹ. Còn đâu bôi thì mọi người ơi, bôi thoải mái cho em nha chị nhá. Bôi nên, chúng ta nên ưu tiên những sản phẩm mà bôi ngoài da nó vừa tốt mà nó còn không ảnh hưởng đến sức khỏe, đúng chưa? Và ngoài ra đối với những chị yêu nào mà mọi người đang hiếm con, đang muốn con, đúng không các chị ơi? Đây mọi người nhá, đó như em ơi đây. Các chị biết chị này không mọi người nha? Đây là chị Nguyệt, đây chị Nguyệt Lê mọi người nhá. Chị ấy đẻ con xong mọi người nha, con chị ấy 13 tuổi mà chị ấy lung nút lúc nào bụng cũng như thế này. Mà đi ra ngoài đường người ta luôn nói rằng ôi vẫn chưa đẻ à? Rất vô cùng tự ti các chị ấy nha. Và đi khám ra chị bị u nang nước, và cũng đi cấy rất là nhiều lần rồi các chị ấy nha. Nhưng sau đó bắt đầu chị cũng xem được cái livestream của em, bắt đầu là em cũng tư vấn cho chị ấy. Em bảo là chị này là em gọi điện trực tiếp luôn. Em bảo là chị ơi có khi nào chị tin em nó liên quan đến bệnh lý, có khi nào mà nhẻ vì béo quá mọi người nhá, cái mỡ nội tạng của chúng ta nó chèn hết vào buồng trứng, cái mỡ nội tạng của chúng ta nó chèn hết vào cái vòi trứng của chúng ta, đúng chưa? Nó làm tắc, làm bé, làm trứng bị lép, và cuối cùng đó là lý do dẫn đến mà chúng ta không có con mọi người nhá. Chị ấy dùng hết cho em ngang 4 lọ các chị ơi biết không? Đó là sau đó bắt đầu là vóc dáng của chị ấy quay lại trở lại đẹp như thế này, và chị ấy tặng em ngang feedback để em ngang bán hàng. Đó là lý do vì sao em lên đây bán không lời không lãi cho mọi người các chị ấy nhá. Đó đây các chị ơi nha. Và cuối cùng mọi người biết không, một cái tin rất vui là 3 tháng sau chị ấy mang bầu. Đấy các chị ơi, 3 tháng sau chị ấy mang bầu và em Nga vô cùng hạnh phúc. Lúc đấy hai chị em FaceTime với nhau khóc luôn. Chân các chị ạ, đó là gì ạ? Đó là các chị ơi, đôi khi các chị ạ, đó là có bệnh thì hãy vái tứ phương, đôi khi là hãy thử một lần các chị ấy nhá. Hay là giống như chị Phương này, giống như chị Phương mọi người nhá, sinh xong 90cm chị ấy cũng là một người mua 4 tặng 1 mọi người nhá. Đấy, mua 4 tặng 1 cũng không đó. Lúc đầu vòng eo của chị ấy không những là 95 đâu mà 98cm, và sau đó chị ấy dùng mọi người nhá, chị ấy dùng cho em ngang 14 ngày eo giảm được 10cm, và lúc đấy chị ấy quyết định chị ấy đập đơn luôn 600 triệu làm tổng đại lý của Olic. Bởi vì chị ấy mọi người chú ý cho em Nga, đó là chị ấy cũng có một cái spa và chị có một cái cửa hàng bán mỹ phẩm, và sau đó là chị ấy đến bây giờ là độc quyền thương hiệu của em Nga luôn. Chị ấy bảo rồi mọi người ơi, cái gì em Nga chẳng bao giờ tuyển xỉ, cũng không bao giờ đó là lúc nào cũng hô hào về Olic, mà quan trọng nhất
đó là hữu xạ tự nhiên hương. Khi em Nga lên chương trình hãy chọn giá đúng mọi người nhé. Hay là em Nga lên chương trình triệu phú dưới 30 tuổi người ta hỏi em đó là lý do vì sao bạn thành công. Thế Nga chỉ nói đơn giản như sau đó là gì ạ? Em Nga luôn theo một cái tâm niệm giá trị cốt lõi của công ty em Nga theo đuổi và bản thân Nga theo đuổi đó là tâm tầm tín nhân. Cái thứ hai đó là gì ạ? Khách hàng là người mang lại mọi thứ cho bản thân mình. Đầu tiên đó là phải tôn trọng, trân quý, yêu quý và phải mang lại giá trị cho khách hàng, mang lại hiệu quả cho khách hàng. Trên ngày hôm nay mọi người nhé, mọi người bỏ ra 999.000 mua sản phẩm tan mới nhà em, đúng chưa? Mua gì ạ? hai lọ là 499, 4 lọ là 999, đúng chưa? Đó mọi người lưu ý cho em Nga đó là mọi người không phải là chỉ đơn thuần mua một sản phẩm, các chị mua cả trọn bộ cả một gói dịch vụ. Nhà em sẽ chăm sóc mọi người, lắng nghe mọi người, gọi điện với mọi người đến khi nào mà mọi người dùng, mọi người dám, mọi người đạt hiệu quả thì thôi. Trên là ai nhanh thì còn chậm gì hết các chị yêu nhá. Con trai có dùng được không Nga ơi? Chị ơi, con trai dùng thoải mái luôn các chị ơi nha. Rất là nhiều, ví dụ như chồng em chẳng hạn nha, bóng bụng bia, dùng 10 ngày nhẹ nhõm luôn. Các chị ơi nha, dùng 10 ngày nhẹ nhõm và quan trọng nhất đó là vợ đẹp, chồng đẹp đấy. Đặc biệt là không nóng rát trên các ông, không có chuyện gì hết mọi người nha. Đó được chưa? Đấy chị ơi, Nga ơi, cô 62 tuổi dùng được không? Cô 62 tuổi cô dùng thoải mái cho con nhé. Đấy, cô 48 dùng được không? Chị ơi, 48 tuổi dùng được luôn mọi người nhá. 48, 62 nói chung là như này, trên 30 năm tuổi mọi người nhá, trên 30 năm tuổi hay cái gì ạ? Vòng bụng của mọi người, vòng bụng vòng eo trên 80 cm và đặc biệt đó là mọi người béo lâu năm dùng luôn trên Nga 4 lọ mọi người nhá. Ai? Một phút cuối cùng em Nga này, một phút cuối cùng em Nga chốt đơn, chỉ cần nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Nhớ là em ưu tiên chốt bằng số điện thoại. Ai để lại họ, tên, địa chỉ và số điện thoại nhanh nhất người đấy là chốt đơn mọi người nhá. Em chốt đơn chị Mai Tuyết Lê được mua 4 lọ này, em chốt đơn chị Thanh Anh Phạm được mua 4 lọ, em chốt đơn chị Nguyễn Thanh Hương được mua 4 lọ, em chốt đơn cho chị Nguyệt Nga được mua 4 lọ nha, em chốt đơn cho chị Phạm Mai Lê được mua 2 lọ này, em chốt đơn cho chị Duyệt Nguyễn Lê được mua 2 lọ này.